Cô nói thiệt đi, ông ta có ra cái điều kiện gì bắt cô ký hợp đồng này không? Lúc đó tôi không tới kịp á, chắc chắn có chuyện xảy ra. Bộ anh muốn có chuyện gì xảy ra với tôi lắm hả? Anh không có niềm tin với nhân viên của mình một chút nào sao? Nhưng mà cái gì? Tôi mới là người tức nè. Anh có biết á hả, tôi đã vận dụng hết 100% công lực của mình và toàn bộ tế bào thần kinh ở trong não của tôi để tìm cách thuyết phục làm sao cho đối tác á hả họ hứng thú với dự án của mình. Chứ đâu á xuất hiện làm đùng đùng lên, đã vậy còn nói mấy cái lời xúc phạm người ta nữa. Tôi nói rồi nha, cái dự án này không thành công á là tại anh chứ không phải tại tôi đâu. Tôi lo cho cô cho nên tôi mới vậy. Lỡ cô có chuyện gì á, tôi ăn hận suốt cuộc đời tôi rồi sao? Cô có biết được là tôi... Ai cần anh lo? Tôi biết rồi. Anh sợ tôi có chuyện gì rồi lấy ai ra để cho anh hành hạ nữa đúng không? Mà nói thiệt là lúc đó tôi cũng hoang mang lắm. Tôi tính gọi báo cho anh về địa điểm gặp mặt, mà tôi cũng sợ là nhiều khi mình bị làm quá vấn đề lên á, cho nên thôi. Nhưng mà cũng trùng hợp ghê ha, tự nhiên lại bị cấn điện thoại, rồi anh lại bắt máy ngay cái thời điểm nhạy cảm đó chứ. Tôi e rằng có ai đó đang muốn chơi khăm cô, và đó có thể là đồng nghiệp của cô. Chỉ có đồng nghiệp mới biết rõ được thời gian sắp xếp mà tôi với cô gặp nhau để ký hợp đồng ngày hôm nay. À, thì ra là vậy. Cô cũng có cùng một suy nghĩ giống tôi, là có cùng một thủ phạm. Không, phải là hai chứ. Tôi cũng nghĩ tới Thanh, nhưng mà tác phong hành sự này không phải của anh ta. Với kiểu chơi khăm này chỉ có thể là em gái họ của tôi, Mỹ. Cô yên tâm đi, tôi công tư phần mình lắm, tôi sẽ không để cô bị thiệt thòi. Không cần đâu, tôi nghĩ là anh nên bỏ qua chuyện này đi. Tại sao? Thứ nhất là tôi cũng không có vấn đề gì hết. Mình cũng đã giải quyết được hiểu lầm với khách hàng một cách thỏa đáng, hợp đồng của chúng ta cũng sẽ được lấy lại sớm. Thứ hai là bây giờ mà truy cứu lại mấy cái tin nhắn đó với khách hàng á, phiền cho người ta lắm. Mà nếu như làm tới tận cùng cũng chẳng có gì tốt đẹp cho danh tiếng công ty hết. Đúng, lần này cô đã thuyết phục được đối tác, cô làm rất tốt, cho nên tôi sẽ giữ đúng lời hứa, tôi sẽ xóa nợ cho cô. Thiệt không? Ừ. Nè, bây giờ anh ghi vô đây đi, anh ghi được ký tên tôi mới tin. Vậy là được xóa nợ rồi. Nhưng mà khoan, nếu mà tôi vẫn muốn được tiếp tục làm việc ở công ty của anh có được không? Tôi lấy 50% lương cũng được. Tại sao? Cô vẫn muốn ăn hành hả? Thì tôi cảm thấy nếu mà bị ăn hành của anh á thì cũng tốt chứ có làm sao. Ít ra thì tôi có thể học hỏi được rất là nhiều điều hay. Sau này mà tôi khởi nghiệp thì coi như là tôi cũng có nền tảng tốt. Tham vọng của cô cũng không vừa đâu. Được thôi, chuyện này tôi cũng đâu có thiệt gì. Cảm ơn anh. Hằng à, tôi vẫn luôn thắc mắc một điều, cô thực sự là không nhớ gì về vụ tai nạn sao? Tôi có cảm giác như là tôi phải rất hận cô, nhưng cũng có lúc á tôi có cảm giác không thể hận cô. Tôi chỉ mong muốn là cô không phải là người cầm lái, nhưng mà có suy nghĩ như vậy á, tôi lại cảm thấy có lỗi với em gái của mình. Tôi xin lỗi. Hơn ai hết, tôi là người rất muốn nhớ lại xem lý do gì mà ngày hôm đó tôi lại gây ra tai nạn khủng khiếp như vậy. Nhưng mà thật sự là tôi không nhớ gì hết. Tất cả những ký ức của tôi là ngày hôm đó tôi có uống thuốc có chất gây buồn ngủ. Tôi cũng không nhớ được là mình ra xe khi nào và lái xe bằng cách nào.
Chỉ biết là khi tỉnh lại, tôi đã ở sau tay lái. Còn em gái anh thì... Tôi xin lỗi. Tôi biết là tôi không xứng đáng được anh và cô Nga đối xử tốt như vậy. Nhưng mà tôi hứa là tôi sẽ dành tất cả phần đời còn lại của mình để ăn năn sám hối về điều này. Mình đang tìm kiếm sự thật nào đây chứ? Mình biết là mình biện minh cho thủ phạm là có lỗi với đứa em gái đáng thương của mình. Nhưng mình không thể không thắc mắc. Nếu Hoàng uống thuốc và buồn ngủ đến mức không biết gì, thì tại sao người ngồi cùng xe hôm đó là Thanh lại không nắm tay lái kia chứ? Phải, mọi chuyện chắc chắn có gì đó quẩn khúc. Hoa hồng cho sớm mai, 20 giờ các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.